Ở nhà xóm em là cả nhà một cây giáo tròn bao thơm nha. Thì cây này vào chậu lọc lòng 50, cây cao 1m2 ạ, thành thân 20 ạ. Cực kỳ thơm luôn. Cái bông đó, cái củ ở dưới luôn ạ. Cái này thì về anh em mình xối ra giúp em nha. Rồi, bông thơm mà khéo ra. Cánh tròn mà bông cũng tròn luôn nha, nhị đó ạ. Cực rỡ. Dòng này dòng nụ chờ ạ. Bắt đầu búp lớn rồi nó xí nụ lên nó tạo thành chùm á. Bông cây này thì tầm ba ngón tay của em nha. Cái này là mớ xí bông máu nở sáng nay vài cái mà thơm cực kỳ luôn nha. Bao thơm đổi trẻ. Dòng bông tròn rất là đẹp luôn. Nhị đó, điếm thiết đẹp luôn ha. Lọc lá đỏ hết luôn. Đây, coi cái bông này nó nở để ban này rồi. Đó, ban này rồi á. Mà nó còn đẹp vậy luôn á. Dòng nụ xanh rì luôn, căng bóng mít luôn nha. Đây nụ đang lớn. Dòng bông lo, dòng giả lao nè, dòng giả lao nè, anh em mình có thể về lấy về sưu tầm bo hoặc là lấy hạt ghép nha. Để trồng bồn cho cây mau lớn được. Giá trị. Rồi quay xe cả nhà xem lâu nữa nha.